gửi lời chào tới các bác làm bonsai. Hôm nay bên shop chi tiết về một cái mẫu kìm cắt dây và những dòng dây dành cho bác uốn cây cảnh. Thì đây thì em đang để là dây 1.5 là dây nhỏ nhất, xong rồi đến dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6, dây 7 nhá. Thì bên em cung cấp tất cả những cái mẫu dây dành cho các bác uốn cây làm bonsai. Và dây thì chắc không thể thiếu kìm được. Thì đây là dòng kìm Asaki nhá, một dòng kìm cao cấp và giá rất chi là hợp lý. Với những chiếc kìm này thì khi các bác mua cả kìm cả dây thì nó rất chi là tiện lợi nhá. Đây là cái kìm cắt dây này. Với chiếc kìm cắt dây này thì các bác dùng vào việc là cắt dây, có thể các bác mang ra cắt cành, cắt tỉa cây cảnh cũng được, ok luôn nhá. Rất chi là tiện lợi và giá của nó này hợp lý. Với cái kìm này thì em cũng nói giá luôn để các bác nhà mình khi mua thì tiện tham khảo, 100.000 trên một chiếc kìm cắt dây Asaki. Còn nếu như các bác mà mua hai chiếc kìm cắt dây, hai chiếc như này thì bên shop sẽ bao ship các bác nhé. Kìm cao cấp chất lượng thì em cũng đọc qua tên sản phẩm để cho các bác nhà mình được tham khảo. Đây là dòng kìm Asaki, nhãn hiệu là Japan. Japan thông số là 8148. Đấy. Thì em cũng thử test luôn cái kìm cắt dây này để các bác nhà mình được tham khảo. Đây là cái mẫu dây to nhé. Cái dây này là dây 6 ly rồi. Em cắt thử luôn nhé. Khá là to đấy các bác này. Đấy. Đơn giản nhé. Đây. Thì các bác nhìn. Không vấn đề gì luôn. Đây là dòng kìm cắt dây này. Cái dây là dây 6 ly nhé. Thì các bác nhìn này. Đấy. Cắt sẽ dễ dàng hơn khi có những cái kìm như thế này nhé. Các bác nhìn những cái đầu mối cắt này. Và chiếc kìm này thì dành cho tất cả các bác làm bonsai, làm cây cảnh. Đấy. Đây nhá, khi cắt xong lưỡi này rất chi là sáng đẹp, không vấn đề gì cả. Đấy. Thì một cái dòng kìm Kaboshi này thì bên em nhận ship COD toàn quốc. Các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thôi, em sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé. Các bác em sẽ bán theo nhu cầu. Các bác mua một cái, mua hai cái và mua thêm tất cả những cái dụng cụ gì thì alo trực tiếp tới bên shop nhé. Kìm thì rất chi là nhiều để gửi tới các bác. Đây. Kìm cắt dây thường này em bán một hãng là Asaki và Kaboshi nhé. Là hai cái dòng kìm thương hiệu. Đây thì cái dòng này thì lần trước em bán đây. Vẫn còn cái một cái là lan long đây. Cái lan long lại cực kỳ là tốt nhé. Cái này còn có một cái thôi. Đấy. Thì với dòng kìm Asaki này thì bên em còn cung cấp tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh. Các bác mà quan tâm yêu quý thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính em chuyên tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh. Và một cái video ngắn thì em cũng chi tiết về mẫu kìm để các bác nhà mình được tham khảo. Dòng kìm cao cấp chất lượng nhé. Kìm cắt dây, có thể là cắt cành cũng ok luôn. Đấy. Thì các bác quan tâm yêu quý thì đừng quên ấn like, đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo về những cái sản phẩm mới nhất. Và em cũng xin kết thúc cái video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.